Xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Để trả lời tin nhắn của một bạn có hỏi Quang về cái vấn đề như sau. Bạn ấy có một con mi thuần, do bận công việc nên để nó ở trên trần khoảng nửa tháng. Cho ăn uống thì bình thường, nhưng mà trong cái thời gian đó thì không cho ăn mồi tươi. Và bây giờ thì cái con chim ấy nó bị cái tình trạng là không hót này, mà ngược lại thì còn kêu róc róc. Thế thì cái hiện tượng mà con chim nó kêu róc róc ấy, thì các bạn nên nhớ rằng là phần lớn ấy là cái con chim nó đã từng bị đè, bị bù đầu rồi nó róc róc. Có những con nó chưa từng đến bị bù đầu đâu, nhưng mà nó hay róc róc, nó sợ. Thì có những con nó thành cái thói quen, có những con nó là con chim bánh tẻ, nó luôn luôn trong cái quá trình nuôi nó luôn luôn nó bị các cái con khác đè ấy, thì là luôn luôn nó ở trong cái tình trạng đó. Thế thì cái con chim này có thể, đây là Quang đang nói về cái kinh nghiệm của mình thôi nhé. Có thể là cái con chim này ấy, bạn mua phải là người ta nó đã từng bị như thế, xong rồi người ta chăm nó tốt lên, rồi thì ốp mái rồi quay clip đẹp, hoặc là nó căng lửa nên thì người ta bán. Và về bạn chơi được một thời gian nó căng lửa thì bây giờ nó bị mất lửa ấy, thì nó lại quay lại cái hiện tượng như thế. Thế thì bây giờ cái cách khắc phục ấy thì chỉ có mỗi một cách ấy, là cho nuôi dưỡng cho nó tốt này. Đấy, nếu như mà bạn nên chọn cái sản phẩm cám tốt, nuôi cho nó tốt này. Ví dụ như là bạn có thể dùng cái sản phẩm cám chim của Quang đang bán, nó rất là ổn định lửa. Đấy, thì ăn vào một thời gian là nó ổn định cái đường ruột rồi thì là nó sẽ lên lửa dần này. Cái thứ hai nữa, nhất định ấy, nhất định là phải có một cái con mái mà nó thích. Đấy, các bạn nên nhớ nhé, là cái trường hợp chim nó bị như này này thì không có cái cách nào khác ngoài có một cái con chim mái. Không cần phải con mái hay, mà chỉ cần cái con mái mà cái con chim của các bạn này nó đang róc này, mà nó nhìn thấy nó thích, nó phấn khích lên ấy, nó búng cánh, nó vỗ các thứ ấy, thì là các bạn sẽ vực lửa lại rất nhanh. Thì nếu như các bạn mà muốn vực lửa như thế thì các bạn lên xem các cái clip Quang trước đây, Quang đã hướng dẫn các cái clip vực lửa cho chim thuần mới về này, hoặc là vực lửa cho chim nó từng bị bù đầu ấy, thì làm y xì như thế. Và Quang cũng đã làm được khoảng 10 clip cơ. Thì các bạn bây giờ mà bảo trả lời bạn ấy thì cứ nhắn đi nhắn lại với bạn này, có khi có đến cả ngày cũng không xong được. Thì Quang phải làm clip như này để bạn hiểu. Đấy, thì là bạn lên xem lại kỹ các cái clip mình đã hướng dẫn ở trên cái kênh của bạn, của mình ở trên YouTube đấy. Đó, thì bạn vào bạn làm theo y xì như thế thì dần dần con chim nó được nuôi dưỡng nó tốt, nó căng lửa lên thì khi kè mái vào thì nó sẽ hót tốt trở lại thôi. Đấy, nếu là có con mái thì nhanh nhất, còn nếu không không có con mái thì nó rất là lâu. Đấy, và đã để cái tình trạng chim nó kêu róc róc này là rất là khó. Đấy. Vâng, đấy thì bạn làm y xì như thế nhá. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.